Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video của Đức Hùng TV trong đêm muộn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình có một số máy gửi đến tất cả anh em. Có chiếc cũ và có chiếc mới. Thì hôm nay mình về nhiều cái cấu hình cũng giá rẻ thôi. Chiếc đầu tiên trong video. Và hình thức mua hàng ở bên mình thì các bạn biết rồi. Gọi điện thoại đến số 0966 931693, 0816 836789, cọc qua số tài khoản, chủ tài khoản là Phùng Trung Đức, Techcombank nhé, ngân hàng Techcombank. Và các bạn đăng ký kênh hộ mình là Đức Cùn TV và kênh trên fanpage nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình có một số máy gửi tới tất cả các bạn, giá cũng giá hạt rẻ thôi, các bạn cần thì chốt luôn cho mình nhé. Chiếc đầu tiên trong video là một chiếc iPhone 6. Chiếc này thì là iPhone 6. Chiếc này là nghe gọi được nhá. Chiếc này. Mà tôi gì đây? Chiếc này bay bát. Nghe... Chiếc này nghe gọi được. Dạ. Ok. Như mình đã nói, chiếc này là chiếc iPhone 6. Nghe gọi full chức năng. Mất vân tay. Chiếc này giá 950.000 nhá, 950.000. Mất vân tay. Chiếc này bài bát nghe gọi được giá 950.000. Ok. Nghe gọi được giá 950.000 nha mọi người nhé. Chiếc 6 nó đang hết pin. Thì mọi người cần pin thì tí nữa mình sẽ sạc lên nhé. 950.000 nha mọi người nhé. Chiếc thứ hai đó là một chiếc Z4 Plus. Z400 nhé. Chiếc này thì mình cũng bán rẻ cho các bạn thôi. Nó đang hết pin rồi. Thì chiếc này mình bán thanh lý cho các bạn giá 1 triệu đồng, 1 triệu nhé. Z4 bán cho các bạn với giá 1 triệu đồng. Vỏ cũng hơi xấu xấu phải phải một tí nhé. Giá 1 triệu đồng nhé mọi người nhé. Z4 giá 1 triệu. Mua rẻ bán rẻ ạ. Ok anh em, giá 1 triệu nhỉ. Z4 ạ. Đấy, mình để đây. Đấy, vẫn còn rất là nhiều pin. Sạc pin đầy, mình tưởng hết pin. Ok, chiếc này thì mình vừa mới lấy xong, nó hơi chậm chậm thì mình sẽ mai kiểm tra cho các bạn sau nhé. Nó cũng vừa mới lên. Chiếc này nó cũng chậm chậm. Thì chiếc này mình để lại nhá. Tính xong. Ok, chiếc thứ ba là một chiếc S Plus 64GB. Giá đẹp keng nhé, gần như keng, 64GB, giá 3,4 triệu nhé. S Plus đẹp keng, giá 3,4 triệu. Ok, chiếc thứ tư trong ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung. Samsung này là Samsung giới thiệu điện thoại. Chiếc này là Samsung A11 à. Mình cũng không rõ con này là A gì đây. A9, con này bản Trung Quốc, con này là bản nội địa của Trung Quốc thì nó là A11. Nhưng mà con này ở Việt Nam thì nó lại là A9 2020. Nhưng mà con này là chuẩn ở bản nội địa, nó là A11X. Còn ở đây thì nó là ở Việt Nam mình gọi là A9. Nhưng mà thật ra con này nó RAM 8GB nhá, con này RAM 8GB này. Đấy, RAM 8GB. Chip Snapdragon nhá. Chip Snapdragon nhá. Ok, chip rất là cao. RAM 8 bộ nhớ 128 cơ. Nếu mà để mà RAM 8 bộ nhớ 128 thì các bạn biết là nó cũng giá thường thường sẽ giá rất là cao. Mình cũng bán rẻ cho các bạn thôi. Chiếc RAM 8 128 này bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. RAM 8 bộ nhớ 128 này bán cho các bạn với giá 3 triệu đồng nhá. 2 triệu 8 thôi. Thanh lý cho các bạn giá 2 triệu 8. Vỏ nó hơi xấu. Đây nhìn này, các bạn nhìn biết. Thanh lý cho các bạn với giá 2 triệu 8. Chip Snapdragon RAM 8. Chiếc này là bản nội địa của Trung Quốc nhá. Nên là các bạn dùng thoải mái. Mình cũng chưa hiểu hết về chiếc này. Vẫn có tiếng Việt bình thường, 128GB đấy ạ. RAM 8 bộ nhớ 128GB bình thường nó phải là rơi 4-5 triệu cơ, 5-6 triệu cơ. Nhưng chiếc này mình bán cho các bạn với giá là
2,8 triệu. Vỏ nó hơi xấu đây. Đấy. Ok. Cái viền này lúc trước nó xấu lắm nên là mình tháo ra, mình thay cái viền, mỗi cái viền này thôi. Đấy, nó xấu như xước như cái nút home này, nút home nó hơi xước xước. Nó xước như cái lưng răm răm này nhá các bạn nhá. Đấy, xước xước như cái viền này này. Cái sườn này nó móp xấu quá thì mình thay cái sườn này nhá. Còn benzin và zin 100% nhá. Đấy, benzin benzin 100% thay mỗi cái sườn thôi. Đấy. Con này là bản nội địa. Đấy, giá mình bán có 2,8 triệu thôi. Nên ai cần thì book. Đấy, vỏ mình nói luôn, vỏ lưng xước đấy, các bạn nhìn này, răm răm này, 2,8 triệu. Đó, bản nội địa Trung Quốc nha. Ok. Đây, test camera cho các bạn xem. Bên là tải gì đây. Rồi, camera này cực kỳ là nét. Đấy. Camera các bạn nhìn được, nó rất là nét, quay cửa hàng ạ. Trước nữa, trước sau các bạn nhìn. Đó, rất là nét. Thì chiếc này mình bán 2,8 triệu nhá. Một chiếc tiếp theo nó là một chiếc X-Gen Max. Chiếc X-Gen Max này thì các bạn biết rồi. X-Gen Max. X-Gen Max này 64GB, giá 10,5 triệu. Các bạn cần thì các bạn quay về video trước mình có review rồi. Một chiếc tiếp theo nữa trong video là một chiếc 6S Plus. Mình hôm qua mình ở các bạn là lấy chiếc 6S Plus 16GB giá 1,8 triệu đây. Hôm qua có anh cọc của mình chờ phá iCloud và hôm nay mình phá xong cũng không thấy gọi lại cho mình. Đó, ok chưa? Benzin màn zin giá 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu nhá các bạn nhá, 6S Plus. 1,8 triệu vỏ xấu ạ, vỏ răm cực kỳ là xấu. Xấu có gọi là xấu đuôi. Rồi ok. Một chiếc trong video ngày hôm nay nữa đó là một chiếc iPhone X. iPhone XS Max giá chỉ 8,500,000 đồng. Nó sọc đây. Sọc cái đường bên này nhá. Bình thường nó đang là 11 triệu nhưng mà mình bán cho các bạn với giá 8,500,000, rẻ hơn 2,5 triệu mà các bạn vẫn chơi game hiệu năng bình thường. Nhắn tin bình thường cũng chẳng thiếu chữ nào cả. Nó chỉ bị nhắn tin nhé, mình còn nhắn tin cho các bạn xem. Vẫn full fake nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Hoặc là các bạn nhấn bàn phím, anh em. Nó vẫn chưa ăn ra đến ngoài, chưa ăn ra đến ngoài này nhé, nó bị sọc cái đường mép đây nhé. Đó, fake các thứ thì thoải mái nhé. Giá 8,500,000 thôi. Đấy, các bạn full fake nhá, giá 8,500,000. Ok. Đấy, nó rẻ hơn cái kia giá 2,000,000 mà. Đấy, ok chưa. Đấy, fake các thứ full chức năng nhá. Mình của chuông các thứ cho các bạn xem. Chi tôn. Đấy. Chung giới thiệu. Gì nhỉ, mình vào cái bây giờ sau cái đó này thì mình vào phần chuông cho các bạn xem. Đó, rất là to, chuông rất là to anh em nhé. Giá 8,500,000 có fix cho các bạn nhé. X-Gen Max giá 8,500,000 có fix. Đó, nếu mà thật ra những chiếc này các bạn ở trên này rất là nhiều người thay màn lô khoảng hơn 1,000,000 bán vẫn 9,000,000 mấy, nhưng mình thôi mình bán này nó giá rẻ cho các bạn mà vẫn dùng màn zin cho nó ngon. Màn lô hơn 1,000,000 ấy, thay vào các bạn cũng không thể biết được, nhưng mà mình đây mình không làm thế, mình thay thì mình bảo thay mà mình tốt nhất là mình không thay để cho bạn mua giá rẻ. Nhiều bạn là thay màn lô bán 9,9 triệu. Ok, giá là 8,500,000 sở hữu ngay một chiếc X-Gen Max nhá, 64 full fake nhá. Một chiếc tiếp theo là một chiếc 7 Plus. 7 Plus 7 Plus 32GB nhá. Chiếc này 7 Plus 32GB. Chiếc này vỏ cũng tương đối là khá đôi tương đối. Giá 3,000,000. 3,9 triệu nhá. 7 Plus 32GB. À đâu, chiếc này, chiếc này là sửa nhẹ rồi, mình bán cho bạn với giá là 3,5 triệu nhá.
chiếc này bán cho các bạn 3,5 triệu. Ok chưa, sửa nhẹ rồi thì bán cho các bạn 3,5 triệu nó thoải mái. Đó, giá bằng một chiếc 6S Plus 3,4 triệu, sở hữu ngay chiếc 7 Plus giá 3,5 triệu. Mình sửa thì mình bảo sửa để cho các bạn mua xong đến lúc nó khó nói chuyện. Một chiếc tiếp theo là một chiếc 7 Plus Benzin màn zin, màn zin ép kính nhá. Chiếc này 3,8 triệu nhá. Ok, 7 Plus 3,8 triệu ạ, 32GB, 32GB nhá các bạn nhá. Ok, một chiếc tiếp theo là một chiếc iPad Air 2, vỏ cũng hình thức cũng tương đối, vỏ hơi xấu xấu một tí. Chiếc này thanh lý cho các bạn với giá 2,8 triệu. Mình có review ở video ngày hôm qua, nếu mà các bạn nào cần thì inbox sớm cho mình. Một chiếc tiếp theo trong video đó là một chiếc iPad, iPad Gen 6 32GB, Gen 6 32GB nhá. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá 6,500K, nên là các bạn cần thì inbox cho mình nhé. Giá 6,500K, iPad Gen 6 dùng rất là ngon. iPad này là thế hệ 6 nhá, màn hình cảm ứng rất là nhanh, vân tay đầy đủ, vân tay đây. Đời này trở lên là bắt đầu có vân tay hết rồi nhá. Gen 5 xong Gen 6 vân tay rất là giá, nó cũng giá tầm trung rất là rẻ. Được chưa? Ok, giá là 6,500K. Và trên này tay mình cuối mình còn hai chiếc Redmi Note 9 và Note 10. Nếu mà các bạn đã theo dõi video thì các bạn biết. Đấy, Redmi Note 9 và Note 10. Hai chiếc này đều là RAM, chiếc này RAM 6 bộ nhớ 128. Chiếc này RAM 4 bộ nhớ 128. Thì một chiếc này mình bán, chiếc này đẹp hơn nhiều thì mình bán cho các bạn với giá 3,3 triệu. Còn chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá 3,5 triệu. Nên là anh em cần chiếc nào thì các bạn inbox ngay cho mình nhá. Ok, đó là ngày hôm nay thì cũng hơi ít máy vì mình không nhận về được nhiều máy, nên là các bạn cần chiếc nào thì gọi điện thẳng cho mình nhá. Đức Cùn cũng xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Ok, bye bye.